Rồi các bạn ơi, vậy là cô đã hướng dẫn cho các bạn về câu mệnh lệnh đi với have to hoặc là câu mệnh lệnh trực tiếp rồi đúng không? Tiếp theo thì cô sẽ giới thiệu cho các bạn về cái cách mà mình hỏi tại sao và trả lời là bởi vì ha. Hỏi tại sao thì mình sẽ dùng là why và trả lời bởi vì thì mình sẽ sử dụng because, ok ha. We use why when we want to ask about a reason or cause. Chúng ta sử dụng why khi mà chúng ta muốn hỏi về lý do hoặc là nguyên nhân. We use because when we explain a reason or cause. Chúng ta sử dụng because khi mà chúng ta giải thích về cái lý do hoặc là cái nguyên nhân nào đó. Ok ha. Rồi vậy thì mình đã tìm hiểu về why và because rồi đúng không? Bây giờ mình sẽ đi vào câu hỏi để nó cụ thể hơn. Câu hỏi của mình sẽ là why are you late? Đúng không nào? Thì cô sử dụng từ hỏi là why luôn. Vậy thì câu này mang nghĩa là gì? Tại sao bạn trễ vậy? Tại sao bạn lại trễ vậy? Thì mình sẽ trả lời bằng because ha. Because there was a lot of traffic. Bởi vì là có nhiều xe cộ quá, giao thông đông đúc quá nên là bị kẹt xe đó các bạn ha. Rồi câu dưới ha. Why do you eat so quickly? Tại sao mà bạn ăn nhanh đến vậy? Bạn ăn nhanh nhiều vậy ha. Vậy thì mình sẽ trả lời là because I'm always hungry. Bởi vì tôi luôn cảm thấy đói bụng ha. Rồi vậy thì mình đã tìm hiểu xong về why và because. Các bạn nhìn lên trên bức tranh và mình luyện đọc với cô ha. Why are you worried, Charlie? Why are you worried, Charlie? Ha. Tiếp theo, because the museum closes at 3 o'clock. Because the museum closes at 3 o'clock. Ok chưa nào? Rồi tiếp đến thì mình sẽ dịch hai câu nói này ha. Rồi, tại Charlie ơi, tại sao bạn lo lắng vậy ha? Rồi bạn Charlie trả lời là bởi vì cái viện bảo tàng này nó đóng cửa lúc 3 giờ. Ok chưa nào? Rồi. Rồi tiếp đến mình đi vào phần bài tập ha. Cô có bài tập số 6 là match 1 to 8 with 8 to 8. Rồi, ở đây là gì? Mình sẽ nối từ số 1 cho đến số 8 ha. Cùng với đó là những đáp án từ A cho đến H. Ok ha. Rồi, cô có ví dụ number 1. Why are you waiting here? Là tại sao bạn đang chờ ở đây vậy ha. Vậy thì ở đây mình sẽ đọc những cái câu trả lời because này và câu nào phù hợp nhất thì mình sẽ điền những cái chữ cái vào trong những cái chỗ trống ở phía đây ha. Rồi ở đây sau khi cô đọc thì cô phát hiện ra câu câu F đó là câu trả lời dành cho cái câu số 1 này ha. Because I'm going to meet Alice here. Bởi vì tôi dự định gặp Alice ở đây nè, nên là tôi chờ ở đây. Ok chưa nào? Rồi vậy thì còn những chỗ trống còn lại các bạn đọc và tìm đáp án phù hợp nhất để điền vào chỗ trống cho cô ha. Cô sẽ cho các bạn 10 giây để hoàn thành bài tập này ha. Rồi bây giờ thì cùng cô sửa đáp án các bạn ha. Cô có number 2 là BH, number 3 G, number 4 A, 5 B, number 6 là C, number 7 E và number 8 là D. Và tiếp đến là bài tập số 7 ha. Write the words in the correct order to make questions. Rồi mình sẽ sắp xếp lại các từ sao cho đúng và thành lập câu hỏi. Các bạn ơi, trong những cái câu này á, là cô thấy nó thiếu thiếu cái gì đó, các bạn đừng có quên nha. Rồi ở đây, nhìn vào ví dụ number one cho cô nè. Sau khi cô sắp xếp thì cô sẽ được một câu hỏi đó là gì? Why are you hungry?
là tại sao bạn đói như vậy. Vậy các bạn ơi, các bạn có thấy cái sự thiếu thiếu ở trong bài này là gì không? À, khi mà làm câu hỏi thì các bạn nhớ thêm dấu chấm hỏi vô giùm cô nha, các bạn mà quên là bị sai đó. Rồi, vậy thì cô còn những câu còn lại dưới đây ha. Các bạn sẽ hoàn thành cho cô nha. Cô sẽ cho các bạn 10 giây để hoàn thành bài tập này nè. Rồi, bây giờ thì cùng cô sửa bài tập ha các bạn. Cô có number 2 nè. Why is England so green? Number 3. Why do you drive so fast? Number 4. Why is Harriet crying? Number 5. Why did we get lost? Number 6. Why does Frank score lots of goals? Number 7. Why do you and Jason enjoy camping? Number 8. Why did Penny and Tina arrive late at the concert? Number 9. Why is Cara always tired? Tiếp theo là bài tập số 8 ha. Look at exercise 7 ha. Write answers. Use because, a pronoun and the words from the box. Rồi mình sẽ nhìn lại bài tập số 7 ha. Rồi mình sẽ viết những câu trả lời vào bên đây ha. Rồi mình khi mình viết câu trả lời why á thì mình sẽ viết bởi viết bằng cái chữ because ở đầu câu trước ha. Rồi sau đó là đến đại từ và những cái từ mà mình có ở trong cái khung này ha các bạn ha. Rồi bây giờ các bạn nhìn vào cái câu hỏi number 1 ở trên bài tập số 7 giùm cô nè. Cô có why are you hungry ha? Tại sao bạn đói vậy? Vậy thì mình sẽ tìm những cái cụm từ ở trên đây nó phù hợp với câu trả lời đó nhất rồi mình ghi đáp án ra. Vậy thì cô sẽ có câu trả lời là because I didn't eat breakfast, là bởi vì tôi đã không ăn sáng đúng không nào, nên là tôi đã bụng. Rồi, vậy thì cô có những cái câu hỏi còn lại, các bạn sẽ viết những câu trả lời qua đây giúp cô ha. Rồi, cô sẽ cho các bạn 10 giây để hoàn thành bài tập này ha. Rồi bây giờ cùng sửa bài tập với cô ha. Cô có number 2. Because it rains a lot there. Number 3. Because I'm in a hurry. Number 4. Because she's sad. Number 5. Because we went the wrong way. Number 6. Because he's a good player. Number 7. Because we like being outside. Number 8. Because they didn't leave home on time. Number 9. Because she goes to bed late. Rồi các bạn ơi, trong Unit 5 này, các bạn đã học về câu mệnh lệnh với have to và câu mệnh lệnh trực tiếp. Kèm theo đó là câu hỏi why và câu trả lời because đúng không nào? Rồi cô rất là cảm ơn sự lắng nghe và đồng hành cùng cô ở Unit 5 này ha. Rồi trong quá trình học các bạn có những thắc mắc gì thì cứ việc liên hệ với trung tâm thông qua những thông tin ở trên màn hình. Còn bây giờ thì cô xin chào và hẹn gặp lại các bạn ha. Goodbye!